Xin chào mọi người và các bạn. Hôm nay các bạn khỏe không? Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ với bạn một cái chủ đề là các bạn đang sống một cách thoải mái hay là không? Các bạn có vượt qua vùng an toàn của bạn chưa? Thì theo mình biết á, là hiện tại nè, khi các bạn đang nghe mình chia sẻ những video này, mình biết là các bạn đang sống rất là thoải mái, rất là an toàn trong cái vùng an toàn của các bạn. Vậy các bạn muốn giàu có, các bạn muốn thành công thì các bạn không còn cách nào khác, các bạn phải vượt qua. Các bạn phải vượt qua, các bạn sẽ thấy sống rất là, không phải nói là khó khăn, khổ sở nha, mà các bạn hãy làm những điều mà các bạn thường cảm giác là các bạn không thích để làm, nhưng bạn phải làm để các bạn thành công và các bạn giàu có. Mình ví dụ chẳng hạn, thay vì đi về nhà mà các bạn mở tivi lên thì nó sẽ dễ chịu hơn là bạn lấy cuốn sách ra bạn đọc. Nhưng mà các bạn biết không, người Việt Nam mình á, có một cái nhận thức rất là tốt. Người Việt Nam mình nhận thức rất là tốt. Người Việt Nam mình biết bán hàng sẽ giàu có, đúng không? Các bạn biết mà, đúng không? Các bạn biết là phi thương bất phú, ông bà ta luôn luôn nói câu đó. Các bạn nhớ câu đó, các bạn làm, các bạn luôn luôn nhớ câu đó. Nhưng cái năng lực hành động của người Việt mình là không có. Đó, các bạn nhớ cái chỗ này nha. Cái năng lực nhận thức của người Việt mình rất là tốt. Đó là các bạn thấy có những cái cuộc thi, những cuộc thi Olympic, những cái Olympic mà mình nói về bên toán học hay là vật lý, hóa học này nọ, Việt Nam mình đoạt giải rất là cao. Nhưng mà trở lại những cái cuộc thi mà nó có liên quan đến hành động, action đó, hoặc là liên quan đến kinh doanh, thì người Việt mình luôn luôn là xếp cuối. Lý do là tại sao? Tại cái năng lực hành động của mình rất là yếu so với những bạn bè trên thế giới. Đó là cái cơ hội cho các bạn. Mình nói là cái cơ hội. Tại sao? Tại cái dân tộc của mình yếu cái đó. Nếu mà các bạn phát triển được cái đó thì các bạn thành công, đơn giản thôi. Tại sao? Mình là một người không có giỏi. Mình nói thật với các bạn luôn, từ hồi nhỏ đến lớn mình không bao giờ mà được hạng nhất lớp. Nếu mà có hạng nhất lớp thì mình cũng là may mắn thôi, hạng nhất, hạng nhì, hạng ba, lâu lâu mình mới được một lần. Mình đa số là mình xếp hạng từ hạng 4 cho tới hạng khoảng 20. Đó là mình không có thuộc loại giỏi xuất sắc, mình chỉ thuộc loại khá giỏi thôi. Nhưng mà mình luôn luôn đạt được những điều mình muốn trong cuộc sống. Lý do là sao? Mình nhanh. Khi mà mình thấy cái đó, mình thấy cái cơ hội tới là mình phải làm liền. Nếu mà mình chờ đợi, mình suy nghĩ, mình làm có thể thành công và có thể thất bại, hoặc là mình làm có thể thành công và có thể không thành công các bạn. Nhưng mình làm mình sẽ thắng hơn cái người mà người ta suy nghĩ mà người ta không làm. Đó các bạn. Khi cái người mà thiên cỡ, người suy nghĩ, người ta sẽ ngồi đó, người ta suy nghĩ tới, suy nghĩ lui, suy nghĩ xuôi, suy nghĩ dọc, đắn đo suy nghĩ, nó mất hết cái cơ hội rồi. Cái cơ hội nó tới nhanh lắm các bạn. Cái cơ hội nó tới giống như một chiếc xe bus nó đi qua. Bạn không lên xe bus, cho dù bạn đứng ở trạm xe bus, bạn không leo lên xe bus, nó cũng đâu có đưa bạn đi gì đó đâu. Nếu bạn leo lên, có thể là bạn đi lộn bến hoặc là đi trật đường, nhưng bạn leo lên, bạn đi rồi, bạn sẽ có trải nghiệm, bạn biết được hướng nào đúng, hướng nào sai, và bạn đi ngược lại cho nó đúng, hoặc là bạn sẽ đi về đích. Còn những cái người mà không chịu leo lên, cơ hội nó tới rồi đó mà không chịu làm thì nó sẽ không bao giờ thành công hết các bạn. Đó, mình là một người như vậy, mà mình nghĩ các bạn cũng nên như vậy. Tại vì cái cơ hội nó có mà bạn không chớp lấy thì sao các bạn? Người khác sẽ chớp lấy thôi. Và người khác chớp lấy thì người ta sẽ thành công và người ta sẽ giàu có thôi các bạn. Còn các bạn thì các bạn đi về đâu? Thì các bạn tự trả lời câu hỏi này của các bạn nha. Và mình trong cái video này mình muốn nói thêm một điều nữa. Thì các bạn đang sống trong cái vùng rất là an toàn. Có nghĩa là những cái việc giống như mình đi ngủ trễ và mình dậy trễ, đó là chuyện bình thường, ai cũng có thể làm được hết. Nhưng cái vấn đề ở đây đó, các bạn có chịu đi ngủ sớm hay không? Các bạn có chịu thức dậy sớm hay không? Có nghĩa là bạn phải đảm bảo sức khỏe của bạn. Và bạn phải thêm một cái nữa, trong đầu bạn luôn luôn phải có tư duy giàu có, tư duy triệu phú. Và bạn luôn luôn ở trong đầu bạn luôn luôn phải có khao khát để khởi nghiệp ra làm chủ. Thì lúc đó bạn mới làm chủ được. Chứ bạn không thể nào nói ok, tôi vẫn đi làm công bình thường và tôi có tư duy triệu phú mà không có hành động thì làm gì các bạn. Cái tư duy bắt đầu khi bạn hành động thôi các bạn. Không phải là bạn bước ra bạn phải mở công ty này công ty nọ, như không phải như vậy. Cái tư duy triệu phú có nghĩa là trong đầu bạn nghĩ như vậy, rồi bạn sẽ lập kế hoạch bạn hành động như thế nào, và cái tư duy đó sẽ giúp cho bạn ok lên kế hoạch hành động, phải đọc những quyển sách nào cần phải đọc, rồi lập kế hoạch như thế nào, đi tìm những cái đội ngũ, những cái người cùng cộng sự với mình như thế nào, rồi tiếp tục như vậy từng bước một các bạn. Rồi nhờ cái sự khát khao đó và cái tư duy đó thì nó sẽ giúp cho các bạn không có còn lười biếng nữa. Là lúc nào bạn cũng phải nghĩ đến ok,
sáng sớm chưa thức dậy, trời gà nó chưa gáy, mình á không có đợi gà gáy đâu, mình dậy trước khi gà nó gáy rồi, mình gáy con gà để dậy luôn các bạn, chứ không đợi tới gà nó gáy mình dậy đâu. Tại vì mỗi ngày mình thức dậy mình biết sáng mai mình có cái gì đó mình để làm rồi, mình biết sáng mai mình phải làm cái này làm cái kia, viết bao nhiêu trang sách, rồi đọc bao nhiêu quyển sách. Rồi sách có những bạn nói ok sách đó em đọc rồi, cái mình hỏi mấy bạn đó ok em đọc rồi bây giờ em kể lại cho anh nghe cái sách trong đó có gì, bao nhiêu phần chính thì không biết. Ngay cả những cuốn sách tác nhân tâm có người nói mình đọc 5 lần, mình hỏi lại trong sách có gì tóm tắt lại cho anh nghe đi thì không biết. Thì bạn đọc sách như vậy coi như thành số không, các bạn đọc để mà nghiệm, đọc để mà ứng dụng trong cuộc sống, chứ không phải đọc qua một lần để như không, các bạn cái đó không có tác dụng. Phải học, phải đi đôi với hành, giống như các bạn nói có tư duy triệu phú nhưng mà bạn phải hành động, giống như bạn có được ý tưởng của bạn phải táo bạo, xong đó bạn phải hành động, các bạn phải hành động, phải action. Cái năng lực hành động của người Việt rất là yếu nên các bạn phải có được cái năng lực này, bạn phải hành động nó mới ra đem ra kết quả, nếu bạn không hành động thì không có kết quả các bạn. Cho dù ý tưởng của bạn có táo bạo cái nào, ý tưởng của bạn có cao siêu có hay cái nào, nhưng bạn không có hành động, người khác người ta bắt được ý tưởng của bạn, người ta thành công và bạn thì ngồi đó nói là mình không được gì hết đó. Các bạn phải biến từ ý tưởng của bạn hành động, hành động có thể thành công và có thể không thành công, nhưng không hành động thì mình biết chắc là không thành công rồi. Ok, cái đó mỗi ngày các bạn hãy vượt qua vùng an toàn của bạn một tí thôi, mỗi ngày một tí thôi, giống như mỗi ngày các bạn hãy dành 20 phút cho tới một nửa tiếng, không cần nhiều đâu các bạn, đọc trang sách, các bạn đọc xong rồi các bạn phải nghiệm lại ok trong sách nó nói như vậy, gạch dưới có cái gì hay, có cái gì không hay, có cái gì mình áp dụng được liền và có cái gì mình chưa hiểu thì bắt đầu mình đi hỏi, mình đi tìm hiểu đó các bạn. Rồi đó mình nói đơn giản, ví dụ như buổi sáng dậy sớm thì tất nhiên là buổi sáng ngủ là thấy thoải mái hơn là dậy sớm rồi. Dậy sớm để làm gì? Tập thể dục. Tập thể dục làm gì? Cho cơ thể bạn khỏe mạnh. Cơ thể bạn khỏe mạnh để làm gì? Bạn có thể làm việc dài hơn. Khi mà bạn tập thể dục á, cái enzyme, cái hóc môn nó tiết ra làm cho cơ thể bạn nó dồi dào sức khỏe, làm việc nó không biết mệt. Và cái quan trọng nhất á, sức khỏe đó quan trọng rồi, nhưng mà quan trọng là cái não của bạn á, nó có một cái hoạt chất ở trong não, những nhà khoa học chứng minh chứ không phải mình chứng minh nha, nó làm cho bạn kích thích các bạn làm việc, làm cho bạn làm việc giống như kiểu nó có cái hormone, nó giống như cái kiểu mà giống như hưng phấn á, các bạn làm cho các bạn làm việc tốt hơn và bạn sinh ra những cái ý tưởng táo bạo và đột phá, tư duy đột phá hơn các bạn. Chứ nếu mà các bạn làm bình thường mà các bạn không tập thể dục là cái cơ thể của bạn nó yếu đi, nó yếu đi thì nó sẽ không tạo ra được cái gì đó tốt. Đó những cái mà đơn giản như vậy, ví dụ như vô trong lúc làm việc, trong công ty đi thì bạn có thể có những cái ý tưởng gì đó thì bạn viết xuống giấy luôn luôn vậy đó các bạn. Cái ý tưởng nó đến với bạn không có thể nào mà gọi là giống như kiểu giờ đó ngồi xuống là phải có ý tưởng, không có, nó sẽ đến với bạn trong một ngày có rất là nhiều ý tưởng. Theo mình nó mình luôn luôn ghi lại trong cái phần note của điện thoại mình có gì ý tưởng gì hay thì mình bắt đầu mình ghi xuống lại, rồi bắt đầu từ ý tưởng đó bây giờ mình làm cái gì, bắt đầu mình viết ra ok ý tưởng là như vậy, có thể hành động được không, người nào có thể giúp mình thực hiện cái ý tưởng này, mình dùng đòn bẩy hết các bạn. Rồi ok ý tưởng như vậy, bây giờ mình làm như thế nào để thực hiện cái ý tưởng đó, là mình phải hành động các bạn. Cái năng lực hành động của mình rất là cao, lý do tại sao mình thực hiện rất là nhiều lần rồi, mình thực hiện từ nhỏ cho đến lớn rồi, mình thực hành từ năm 18 tuổi, mình thấy có cơ hội là mình nhảy vô mình làm liền, mình thấy có cơ hội là mình làm liền, mình không có đợi, mình không có hỏi mà mình làm thôi các bạn. Ngay cả khi mình 18 tuổi mà thấy có cơ hội ok, bây giờ nhiều các bạn trẻ quá, các bạn trẻ cần có những cái phần mềm học tiếng Anh mà các bạn không biết đi mua đĩa ở đâu đó, mình đem tới tận nơi luôn, đem tới tận những cái trung tâm giáo dục buổi tối đó, trung tâm Anh văn, trung tâm ngoại ngữ, mình bán tại chỗ luôn. Các bạn nói thôi các bạn đi mua chi tốn tốn xăng nè, tốn thời gian nè, và nhiều khi không biết chỗ mua nữa, mình đem tận nơi mình bán luôn, là mình bán cái phần mềm đó nó bao gồm hết tất cả những cái giáo trình Anh, Pháp, Mỹ, Canada, cái gì tiếng Anh tiếng gì cũng có, và tặng thêm những cái phần mềm khác nữa, tặng thêm những quyển sách nữa đó, mình dồn hết vô cái đĩa mình bán cho những bạn đó đó. Mình thấy cái nhu cầu của xã hội mình làm liền, năng lực hành động của mình có rất là nhanh các bạn phải thực tập mới được, chứ không có nào cái năng lực này tự nhiên tới cho các bạn được. Bạn thấy có cơ hội bạn nhào vô bạn hành động liền, bạn đi ra ngoài bạn nói chuyện với người này, bạn thấy có cơ hội kinh doanh bạn bạn làm tiền liền. Có thể bạn nói bạn chưa có vốn, có thể bạn nói bạn chưa có đủ tiền rồi, nhưng cái năng lực của bạn nhạy bén với thị trường là bạn thấy được cái đó, là bạn biết được cái đó bạn sẽ làm được, thì bạn tập thì nó mới ra được các bạn, chứ bạn ngồi ở nhà không sao ra được. Bạn cảm giác giống như kiểu nó đang ở trong vùng an toàn, nó không ra được đâu các bạn. Nhiều khi những cái đó bạn thấy nó có cơ hội, có tiềm năng nó đến, mà nhiều khi bạn không làm được, thì lúc đó bạn mới đặt số nếu lần sau nếu mà mình có cơ hội mình làm gì, bạn mới lập kế hoạch ra đó các bạn. Đừng có sống trong cái vùng an toàn nữa, đừng có cảm thấy thoải mái nữa các bạn. Nếu bạn càng thoải mái là cuộc đời của bạn nó càng đi lùi á. Các bạn hãy sống một cách
không thoải mái mà một cách trọn vẹn nhất các bạn. Bạn nhớ câu này của mình nha. Sống một cách không thoải mái, một cách trọn vẹn nhất là bạn biết ngày mai bạn phải làm cái gì đó, thì tương lai bạn sẽ đi về đâu, bạn sẽ là cái người như thế nào trong tương lai, thì nó phụ thuộc vào bạn trong ngày hôm nay. Bạn có chịu bước qua cái vùng an toàn của mình hay không? Đừng có là cái đám đông ở ngoài kia. Như 90% dân số của Việt Nam mình là năng lực nhận thức rất là cao. Các bạn nhớ nha, năng lực nhận thức rất là cao là biết đúng, biết sai, biết thế nào là đi đến đích, biết thế nào là không thành công, biết làm công ăn lương là sẽ không bao giờ giàu nhưng mà vẫn bám trụ vô làm công ăn lương. Đó các bạn, nếu bạn biết đó rồi, đó là năng lực nhận thức. Còn cái năng lực hành động của các bạn, bạn hành động như thế nào để bạn không còn nằm ở trong số 90% đó nữa, đó là phụ thuộc vào các bạn. Các bạn có chịu vượt qua vùng an toàn của các bạn không thì tùy thuộc các bạn. Chúc các bạn thành công.